Người thông thái Bundit. Ngày xưa, có một anh chàng tên là Bundit. Cha mẹ mất sớm. Bundit không có thứ gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Tuy nghèo, nhưng Bundit là người rất ham học hỏi và am hiểu kinh thánh. Hả? Ôi trời ơi, người không có mắt hay sao mà lao vào xe ngựa của ta vậy? Tại khúc quanh này che chắn tầm nhìn, hơn nữa xe ngựa các anh phi nhanh quá, tôi không có tránh kịp. Để tôi giúp các anh nhặt vải nha. Thầy gớm nữa, hôm nay ngươi phải chịu trách nhiệm. Chính ngươi làm ngựa của ta hoảng sợ, toàn vải đắt tiền rơi xuống đất bẩn thế này thì còn buôn bán thế nào nữa chứ. Ngươi phải đền toàn bộ số vải này cho ta. Lỗi không phải tại tôi, tại sao tôi phải đền chứ? Rõ là do ngựa của anh đi nhanh quá cơ mà. Không cần phải nói nhiều phán làm gì, chỉ cần cú đấm này là có thể giải quyết được tất cả rồi. Để xem hắn có đền không. Còn tiền mau đưa hết ra đây để đền cho ta đi. Cổ này chả bỏ một thép vải, nhưng thôi, hôm nay tạm tha cho ngươi. Buồn đít, họ vô lý đánh anh như thế, tại sao anh không chống trả lại còn đưa tiền để đền cho chúng nữa chứ? Kinh thánh dạy ta rằng, đối với kẻ hung dữ, nếu bị hắn vả má bên phải thì hãy giơ cả má trái ra nữa. Không phải ta yếu đuối không thể trả đũa, mà phải học cách tha thứ, không trả thù. Đó không phải là thái độ của kẻ yếu, mà ngược lại, đó là thái độ của kẻ mạnh. Chỉ người nào sức mạnh mới chế ngự được lòng hận thù vốn nằm sẵn trong lòng mình. Hơn nữa, những người lái buôn đó cũng vì tiếc của cải của họ mà sinh ra thối giận dữ mà thôi. Hay Bundit, anh quả là người thấu hiểu đạo lý. Rất nhiều người trong số chúng tôi không thể làm được như anh đâu. Trong túi chẳng còn đồng xu nào, chân đã bị thương, Bundit đành phải quá bộ sang làng bên để xin chút thức ăn bố thí cho qua những ngày khốn khó này. Bà có thể cho tôi xin một ít đồ ăn không ạ? À? Ít bữa nữa, khi chân tôi khỏe lại rồi, tôi sẽ trả bà bằng những quỳ củ dẻ cháy rất đượm. Đi chỗ khác đi, người ăn mày bẩn thỉu, ai tin được ngươi hả? Trời nắng quá, mình mệt quá rồi, đã đi cả buổi mà chẳng xin được gì hết. Những người ở đây sao mà ai cũng hung dữ thế chứ? Nhà này có vẻ như là khá giả lắm, mình thử đến đó xin xem sao. Anh cần tìm tôi có chuyện gì? Dạ thưa bà, tôi đi ngang qua đây muốn vào xin bà chút đồ ăn. Ít bữa nữa tôi sẽ mang củi đến đổi lại cho bà. Thì ra là muốn ăn xin hả? Thảo nào nhìn nó bẩn thỉu rách rưới như thế, lại còn hôi hám nữa. Ai đến nhà ta thế hả bà? Anh ta nói muốn xin chút đồ ăn đó. Lại là một kẻ ăn xin à? Trông anh không giống như người ở làng này. Dạ thưa ông, tôi là người ở làng khác tới đây xin ăn ạ. Trên đường đi tôi gặp chuyện không may, lại bị tàn tật thế này, mong ông bà có thể cho tôi chút gì đó lót dạ. Tốt nhất là anh nên đi đi, nhà tôi không có gì để cho anh đâu. Phải đó, mất mùa khắp mọi nơi, nhà tôi cũng còn đang lo lắng chạy ăn từng bữa đây nè, lấy đâu ra mà cho anh chứ. Ông bà làm ơn làm phúc, tôi không cần gì nhiều, chỉ cần chút bánh vụn để ăn cho qua cơn đói thôi ạ. Ông bà rủ lòng thương. Cái anh này hay ha, chúng tôi đã nói không có là không có rồi, anh định ăn phá ở đây hay gì? Đứng ở đây hôi rình cái nhà ta ra, cút mau. Đã đuổi thế mà hắn vẫn chưa chịu đi ư? Đúng là thân lửa ưa nặng mà. Mày đâu, thả cho ra. Cứu mày, cứu tụi mày. Ôi trời ơi, Bundit đó ư? Chuyện gì đã xảy ra với anh thế này? Hãy mau thay bộ quần áo này vào, kẻo cảm lạnh mất. Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của ông. May quá, tôi còn một bộ quần áo để đóng vai người quý tộc, trông nó hợp với anh quá. Nào, giờ hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh đi. Tôi có gặp một chút chuyện trên đường, chân bị thương nên đành phải đi xin ăn. Thôi, số chúng ta cũng thật khốn khổ, như tôi đi cả ngày đường cũng chỉ kiếm được chút xu nhỏ để tiết kiệm qua ngày thôi.
Anh hãy nghĩ đó là may mắn, người anh em à. Anh đừng tích trữ cho mình những kho tàng của cải dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát khi anh mất đi và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Anh đang được đi khắp nơi, học được nhiều điều. Đó là anh đã tích trữ được cho mình một kho tàng trên trời rồi đó. Ôi trời ơi, anh thật là am hiểu Bondit à. Anh làm cho tôi nghiệm được nhiều điều. Mà giờ anh định đi đâu? Tôi có thể cho anh đi cùng. Thôi, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng anh có thể cho tôi mượn con ngựa và bộ quần áo này của anh ngày mai được không? Ừ, tất nhiên là được rồi. Ờ, nhưng mà để làm gì chứ? Ôi trời, nhìn kìa, trông ông khách kia thật lạ quá. Nhìn quần áo sang trọng thế kia chắc hẳn là nhà buôn rồi. Ờ, thật đúng lúc quá. Thưa ông, xin ông thương tình, quanh đây chẳng có quán xá nào hết, trời thì nắng gắt, liệu tôi có thể xin nghỉ nhờ ở nhà ông và ăn một bữa cơm được không ạ? Ờ, được chứ, mời ông vào, chỗ tôi rất là hiếu khách. Đối đãi với ông ta cho tốt, trong cách ăn mặc thế này chắc chắn là người có tiền đó. Ờ, tiện thể ông đi nhiều nơi, chắc đã được mở rộng tầm mắt, nhờ ông định giá giùm tôi mấy cái chung cổ này để sắp tới tôi mang xuống thị trấn bán ạ. Mời ông dùng, không cần phải khách sáo đâu ạ. Ờ, phải đó, chẳng mấy khi chúng tôi được đón một vị khách sang trọng như vậy, đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Ăn đi, ăn đi. Ờ, có chuyện gì vậy? Ông ta làm cái trò gì thế? Ăn, ăn đi chứ. Ê, ông làm gì vậy? Quần áo đâu có thể ăn được chứ. Tại sao ông lại cho quần áo ăn làm gì? Đúng vậy, quần áo thì không thể ăn được, nhưng thật ra nhờ bộ quần áo này tôi mới có được thức ăn ngày hôm nay. Hôm qua chính trong ngôi nhà này tôi cũng đến đây xin thức ăn, nhưng ông bà lại thậm chí đã thả chó để đuổi tôi đi. Vậy mà hôm nay khi tôi quay lại với bộ quần áo sang trọng hơn, ông bà liền thay đổi đón tiếp tôi rất chu đáo. Cho nên tôi phải thể hiện niềm biết ơn với bộ quần áo này. Ờ, hả? Thế ra là... Thôi, chào ông bà tôi xin phép. Tôi đã cho bộ quần áo của tôi ăn đủ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh lên đường may mắn nha. Tôi cần phải đi xây dựng kho tàng trên trời của mình đây. Tạm biệt anh, Bonit. Những cuộc phiêu lưu của Hoàng tử Hasan. Ngày xưa, tại vương quốc bên sa mạc rộng lớn, có một vị vua hùng mạnh. Ngài chỉ có một hoàng tử duy nhất tên là Hasan. Từ khi còn nhỏ, các nhà tiên tri đã tiên đoán vận mệnh của hoàng tử vô cùng xấu. Nhà vua bèn cho xây bức tường kiên cố bao quanh lâu đài để bảo vệ cho cậu. Sinh nhật của Hasan trùng với dịp lễ hội lớn nhất trong năm, nhưng hoàng tử chưa bao giờ được hòa mình vào không khí náo nhiệt đó. Thời gian trôi qua, Hasan trở thành một hoàng tử khôi ngô, chàng thông minh và rất thích luyện võ. Lại một mùa lễ hội nữa đến rồi, thật muốn được ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Con không thể ra khỏi đây được. Thưa vua cha, tại sao mọi người đều được tự do, chỉ có con là bị nhốt trong những bức tường này? Con khao khát được đi dạo trong những khu rừng, lắng nghe tiếng chim tự do ca hát, con muốn được gặp gỡ mọi người. Nhưng nhà tiên tri đã dự đoán số mệnh của con sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Hoàng cung này sẽ đảm bảo an toàn cho con. Vận mệnh của con sẽ cho con tự chọn. Dù thế nào vẫn tốt hơn cuộc sống tuy dài nhưng đơn điệu sau nhà tù bằng đá này. Xin hãy để con đi. Xúc động trước những lời thuyết phục của hoàng tử, nhà vua đành đồng ý với tâm nguyện của chàng. Con phải nhớ luôn mang theo thanh kiếm của thần Anda bên mình nha. Con nhớ rồi, thưa vua cha. Hoàng tử Hasan rời khỏi hoàng cung, vượt qua những đỉnh núi và thảo nguyên, rồi dừng chân tại một khu rừng rậm. Người sẽ phải chết! Lũ chuột nhát, đừng hòng làm gì ta! Con quỷ kia, đừng hòng hại người vô tội! Hasan rèn luyện võ thuật từ bé, có thêm thanh gươm thần tiếp sức. Chẳng mấy chốc, chàng đã lấn át được con quỷ hung tợn. Cảm ơn công tử đã cứu giúp. Xin hỏi quý tính đại danh của công tử? Tôi là hoàng tử Hasan, đến từ vương quốc bên sa mạc. Còn các anh là ai? Tôi là hoàng tử Ahmad. Đây là hoàng tử Khasim và Sarit. Chúng tôi đi cứu hôn thê bị quỷ dữ bắt cóc.
sao con quỷ đó lại bắt cóc hôn thê của các anh? Hình như nó nghe theo sự sai khiến của một mụ phù thủy. Cụ thể như thế nào, chúng tôi vẫn chưa điều tra ra. Vậy các anh mau đi cứu hôn thê của mình đi. Chắc họ đang lo lắng lắm. Tạm biệt, sau này có gì cần giúp đỡ, hãy đến tìm chúng tôi. Hasan tiếp tục lên đường, chàng tới một kinh thành tráng lệ. Bên trong phát ra những âm thanh vô cùng chói tai. Cố lên, phải cứu bằng được công chúa. Sao các ngươi phải chém vào cột băng như thế? Ở công chúa của chúng tôi đang bị nhốt trong đó. Có một mụ phù thủy là sứ giả của nước Ba Tư tới đây để hỏi cưới công chúa cho nhà vua, nhưng nàng không chịu. Thế là mụ hóa phép nhốt nàng vào trụ băng. Các ngươi hãy lùi đi, ta sẽ cứu công chúa ra. À, trụ băng vỡ rồi. Ta được cứu rồi sao? Cảm ơn chàng đã cứu thiếp. Công chúa đừng khách sáo. Cảm mến chàng hoàng tử tài giỏi, nhà vua liền ngỏ ý gả công chúa cho chàng. Sao chàng lại có được sức mạnh phi thường như thế? Đó là nhờ thanh kiếm thần Anda, nó chính là nguồn sức mạnh của ta. Chàng có thể cho thiếp xem thử thanh kiếm được không? Được chứ. Hasan, hãy xem ta là ai. Phù thủy, ngươi đã làm gì ta? Còn công chúa đâu? Ta đã bỏ thuốc độc vào rượu của ngươi rồi. Còn công chúa sẽ theo ta về Ba Tư kết hôn với hoàng thượng của ta. Thanh gươm này sẽ mãi mãi chìm dưới đáy biển sâu. Thả ta ra. Tại sao ngươi cứ ép ta cưới vua Ba Tư chứ? Đức vua Ba Tư sẽ kéo dài tuổi xuân nếu như cưới một công chúa trẻ tuổi. Tuổi xuân của ngươi sẽ chuyển sang cho ngày ấy. Thật ghê rợn. Hasan sẽ không để cho ngươi làm điều đó đâu. Hasan ư, ta đã đầu độc hắn và cướp đi thanh kiếm rồi. Linh hồn của hắn sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được. Không, không thể nào. Đi mau, đi mau. Không, Hasan. Công chúa của ta, ta đã chờ nàng lâu lắm rồi. Hãy giúp ta trở lại tuổi thanh xuân đi nào. Dừng lại. Thả công chúa ra. Hả? Sao hắn vẫn còn sống? Hoàng tử Hasan, tỉnh dậy đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhớ một phù thủy đã lấy mất thanh kiếm rồi mà. Tôi nhìn qua gương thần, biết được anh gặp nạn, nên đã tức tốc tìm kiếm Khashim và Sarip đến cứu anh. Sarip có tài bơi lội nên đã vớt được thanh gươm lên. Nó đã dẫn lối đưa linh hồn anh trở lại. Tôi phải đi cứu công chúa, nàng bị phù thủy bắt cóc rồi. Đừng lo, chúng ta sẽ đến đó bằng tấm thảm thần này. Mà bắt lấy mụ ta. Hasan dùng gươm thần bắt được phù thủy và đánh tan quân lính của nhà vua Ba Tư. Xin tha cho ta, ta sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa. Ông là vua của một nước mà lại lợi dụng tà thuật của phù thủy. Nếu ta còn nghe ông làm điều sai trái thì thanh gươm này sẽ không khách khí nữa đâu. Hasan đưa công chúa trở về vương quốc của mình, cử hành hôn lễ. Bằng lòng quả cảm, chàng đã tự tạo cho mình một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Phát minh ra bẫy chuột đặc biệt. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ông Trần Quang Thiều, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, người đã phát minh ra bẫy chuột đặc biệt tiêu diệt hơn 30 triệu con, cứu rỗi mùa màng Việt Nam năm 2006. May quá bác Thiều ở đây rồi, chuột cắn lúa nham nhở hết rồi kìa bác ơi. Thế này công sức những ngày qua coi như bỏ hết. Mọi người hãy bình tĩnh, chuột cắn lúa lúc trổ bông cũng là điều dễ hiểu, bà con đừng hoang mang quá. Lúa cấy ra 10 phần thì chuột ăn gần một nửa rồi, không lo làm sao mà được. Cần nhổ bỏ những cây bị cắn nát và trồng bù thêm ngay. Tôi và đội sản xuất sẽ ra thị trấn mua đủ các loại bẫy rồi bả thuốc rải ở khắp ruộng. Bà ơi, hồi mà mới gieo, chuột ở sân nhà tôi cũng nhiều lắm, mà không ngờ chúng lại thành tinh như thế này. Chuột ăn bả không chết, còn mèo ăn chuột dinh bả thì lại chết. Thật là trớ trêu mà. Là lỗi do con bà, con sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt chúng. Ôi trời ạ, keo dính chuột chính ông để ở đó mà không nhớ sao? Gỡ ra cẩn thận rồi rửa ngay đi. Chuột với bọ thật là bực mình mà.
ông vẫn còn áy náy vì được mùa, nhưng chuột lại cắn cho bằng sạch hay sao? Thôi ông mà, ông trời cho chúng nó sinh sôi, coi như năm nay là gặp hạn đi. Dùng cách nào diệt chuột cũng đều không đạt hiệu quả. Kìa ông có nghe tôi nói gì không vậy? Nè ba, con chuột này có phải nó say thuốc không? Sao nó lù đù chậm chạp thế? Nó đi đường nào thì sẽ về đúng đường đó, không sai lệch. Phải chăng đó là tập tính của nó? Ông ơi, tới giờ cơm rồi. Ông không vào ăn, còn mang ghế ra ngồi nhìn chuột làm gì? Ông có khỏe trong người hay không đó? Bà ăn trước đi, tôi cố nhìn thêm một chút nữa. Thôi kệ ông vậy. Cả nhà ăn đi nha, bố có tí việc. Sao lại mang cả ghế đậu với đèn pin theo thế hả bố? Muộn thế này rồi, bố còn đi đâu? Con nói lâu lâu mới về, mà ông cũng không ở nhà một hôm được sao? Thôi bố chúng bay lại ra đồng ngồi cả đêm rồi đó. Ông ấy nói phải quan sát tập tính của các loài chuột thì mới ra được biện pháp mà chống lại chúng. Trời ơi, cả tháng nay làng bên cứ đồn thổi, con không tin. Người ta nói ông Thiệu cứ rảnh ra là ông đi khắp trong nhà ngoài ruộng ngắm chuột. Riết rồi người ta bảo bố bị hâm á. Hâm mà diệt được tận gốc chúng nó, bố cũng cam lòng. Thế là lại biết thêm một loài mới. Chuột leo đuôi dài là loài chuột khôn nhất, cũng phá hoại nhiều nhất, ít tha mồi tỉnh. Ông ấy bắt cả lũ chuột ngoài đồng về, cứ nhốt mình trong nhà xem với xét, còn đòi làm đủ trò thí nghiệm như các nhà nghiên cứu thực thụ. Em sợ ông ấy bị làm sao á bác ơi. Hai người vào đây, tôi vừa nghĩ ra một loại bẫy bán nguyệt rất hiệu quả. Ui da. Trời ơi, hay quá, sập bẫy rồi kìa. Chiếc bẫy này tuy đơn giản, nhưng tốc độ sập còn nhanh hơn cả sự di chuyển của chuột. Tỷ lệ sập thành công đến 95% cơ đấy. Ông vừa bị nó cắn đó, mau đi rửa tay rồi bôi cồn sát trùng giùm đi. Ông muốn bị bệnh sao? Tôi quên mất, cũng thử nghiệm cho nó sập bẫy thành công. Chắc cắn này coi như cũng không vô ích. Giai đoạn này chuột nhà đang mài răng, phát dục. Chúng không ăn mồi nên đánh bả chỉ có phí tiền thôi. Ông cầm số 7 này chia dần cho mọi người, đặt vào các khu vực chuột hay qua như tôi đã hướng dẫn nha. Nơi nào trên ruộng có nhiều dấu chân chúng thì mình đặt vào. Ông tự làm số 7 này cũng mất đến cả tháng trời. Phải để bà con ghi nhận tâm huyết này chứ. Ông nên trực tiếp tặng cho bà con mới phải. Những chiếc bẫy này chưa vừa ý tôi lắm. Chỉ trong một giây là con chuột đã chạy được đến 2 mét. Tôi đã nâng cấp để chiếc bẫy lớn hơn, sập nhanh hơn dưới một giây. Cần mang nó đến viện vật lý để đo đạc lại. Nhờ có ông Thiệu chế tạo ra chiếc bẫy chuột đặc biệt mà chúng ta không còn mối lo cây trồng bị phá hoại nữa. Thật là cảm ơn ông ấy. Ông Thiệu, xin ông cho chúng tôi phỏng vấn ông một chút nha. Ông đã bán được hơn 30 triệu chiếc bẫy đặc biệt, được Bộ Quốc phòng Campuchia mời sang diệt chuột. Tâm trạng hiện tại của ông như thế nào ạ? Ở đâu mọi người còn bị chuột tàn phá, còn sức tôi sẽ đến từng nơi mà tiêu diệt. Ban đầu chúng ta cứ tưởng ông ấy gàn dở, không ngờ phát minh của ông ấy lại nổi tiếng đến như vậy. Bây giờ lúc nào làng ta cũng có phóng viên về đưa tin hết